Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và tình hình mưa lũ trên thế giới. Sau đây xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính. Kính thưa quý vị khán giả, gần đây lũ lụt đã xảy ra ở nhiều tỉnh của Trung Quốc đại lục. Thành phố Trùng Khánh chính thức thông báo đợt lũ đầu tiên của năm nay đã hình thành. Ngoài ra, huyện Trấn Bá, tỉnh Thiểm Tây cũng hứng chịu trận mưa xối xả 50 năm mới có một lần. Người dân huyện Vu Sơn, Trùng Khánh kêu "Ôi, hết rồi" vào ngày 14 tháng 7 tại làng Ngô Long Kiều, thị trấn Bảo Long, huyện Vu Sơn, Trùng Khánh. Một ngôi nhà đối diện với dòng nước đã bị lũ dữ cuốn trôi. Người dân đứng trên bờ chứng kiến tòa nhà 3 tầng chìm trong dòng nước chỉ trong tích tắc, thật kinh hoàng. Một người dân ở Đại Châu, Tứ Xuyên cho biết nước dâng cao quá. Mọi người dân khác ở Đại Châu, Tứ Xuyên nói cầu cũng gãy. Tính đến sáng ngày 14, trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã theo dõi từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7, hầu hết các khu vực của Trùng Khánh đều có mưa lớn, từ mưa cục bộ đến mưa lớn, trong đó có làng Bạch Yến, thị trấn Trường Đàm, Vạn Châu, lượng mưa lên tới 251,5 mm. Mưa xối xả cũng khiến 85 con sông mực nước dâng cao ở các mức độ khác nhau, trong đó có các trụ cầu của đường sắt Vạn Lương bị ngập lụt và các cây cầu bị sập khiến các đoàn tàu phải quay đầu hoặc ngừng chạy. Một cây cầu cổ ở địa phương bị nhấn chìm gần hết, chỉ còn trơ lại phần đỉnh. Trước đó, ngày 10 tháng 7, một vụ lở đất đã xảy ra tại Thủy Trấn, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, vùi lấp một ngôi nhà và khiến 6 người thiệt mạng, chưa rõ thương vong thực sự. Cục Bảo tồn nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự đoán rằng hầu hết các con sông ở Trùng Khánh sẽ bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau trong vài ngày tới. Ngoài Trùng Khánh, các quận ở Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên và Ân Sư, tỉnh Hồ Bắc cũng hứng chịu mưa lớn và lũ quét. Đường phố trở thành sông, xe cộ và cửa hàng dọc các tuyến phố ngập trong nước. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp một lượng nước lớn như vậy. Một cư dân ở huyện Ân Sư, tỉnh Hồ Bắc cho biết, tệ thật, xe của tôi chắc cũng tệ. Huyện Trấn Bá, tỉnh Thiểm Tây cũng phải hứng chịu trận mưa xối xả 50 năm mới có một lần, gây hư hại 80 con đường trong huyện và buộc hơn 4.500 người phải sơ tán. Bà Seng, một thương gia ở quận Trấn Bá cho biết, thiệt hại toàn bộ Trấn Bá của chúng tôi phải lên tới hàng tỷ đô la. Có nhiều người thương vong, mái nhà bị dột và nhiều thiết bị điện bị hư hỏng. Chắc là tắc đường rồi, chúng tôi bán hàng không được giao hoặc bị mắc kẹt trên đường. Điều này chắc chắn có tác động đến doanh số bán hàng của chúng tôi. Văn phòng khẩn cấp của quận Trấn Bá cũng tiết lộ rằng mưa lớn đã gây ra nhiều vụ lở đất hơn và những người được chuyển đi vẫn chưa thể về nhà. Văn phòng cấp cứu huyện Trấn Bá cho biết chưa về nhà, người được chuyển đến vẫn đang ở khu tái định cư. Phải đợi mấy ngày, trận mưa bão gần 50 năm mới có một lần sạt lở đất rất nhiều. Gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn, dẫn đến thiên tai lở đất thường xuyên xảy ra và hàng loạt người chết. Tính đến ngày hôm qua, tại Cam Túc, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và các khu vực khác trong vòng 13 ngày, thông báo chính thức cho biết 23 người đã chết và 20 người mất liên lạc. Con số nạn nhân thực tế có thể cao hơn. Lở đất ở Cam Túc làm 11 người chết và mất liên lạc theo tin tức của CCTV. Vào lúc 23 giờ 34 phút đêm qua, làng Trương Tử Câu, huyện Hạ Hà, tỉnh Cam Túc hứng chịu trận mưa lớn và xảy ra thảm họa lở đất. Tính đến 9 giờ 59 phút ngày 17 tháng 7 đã có 2 người thiệt mạng và 2 người mất liên lạc, 7 người bị thương. Một đoạn video được đăng tải trên internet cho thấy ngôi làng Trương Tử Câu đang ở trong tình trạng hỗn độn, nước bùn ngập đến đầu gối, con đường lầy lội đầy đá và những ngôi nhà bị cuốn trôi. Sở Tài nguyên tỉnh Cam Túc và Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc cùng đưa ra cảnh báo màu vàng về thảm họa địa chất lúc 22 giờ ngày 17 tháng 7. Huyện Hạ Hà và thành phố Tả Tác thuộc khu tự trị Tây Tạng Cán Nam, quốc tịch Cát Thạch Bảo Am, khu tự trị Đông Thương Sa La, khu tự trị Đông Thương quận tự trị Lam Tiểu Huệ ở quận Lâm Hạ và quận Hà Trịnh, nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất tương đối cao. Một thảm họa lở đất khác cũng xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 7. Một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại thôn Nguyệt Sơn, huyện tự trị Ngũ Phong, Thổ Gia, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Một công trường xây dựng trên thành phố đường cao tốc đã bị chôn vùi và nhiều công nhân bị mắc kẹt. 5 người đã được giải cứu vào ngày hôm đó và 9 người đã mất liên lạc. Tính đến ngày 17 tháng 7, thiên tai đã khiến 2 người chết và 7 người mất tích. Cơ hội sống sót của những người mất tích là rất mong manh. Lở đất ở Trùng Khánh cũng đã khiến ít nhất 15 người chết và 4 người mất tích. Vào ngày 13 và 14 tháng 7,
mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi Trùng Khánh. Lở đất và lở đất xảy ra ở nhiều nơi, cư dân không kịp chạy thoát đã bị tàn phá, chôn vùi. Các video đăng trên Internet cho thấy lũ lụt đang hoành hành ở quận Vạn Châu. Khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, một lượng lớn nước bùn tràn vào các khu dân cư, tàu và một số ô tô bị ngập. Mọi người đang chờ đợi trong nước để được giúp đỡ. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy những ngôi nhà dọc hai bên sông Bảo Long ở Ngô Sơn bị sập ngay lập tức và biến mất trong lũ. Theo báo cáo chính thức, lũ lụt đã xảy ra ở 36 thị trấn, làng mạc và đường phố trong huyện, bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương. Dân số bị ảnh hưởng vượt quá 37.000 người và hơn 11.500 người phải sơ tán. Tính đến ngày 15, đã có 15 người chết và 4 người mất tích do thiên tai. Về các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che đậy tình hình thực tế. Mọi người đặt câu hỏi rằng số người chết thực tế trong trận lũ có thể cao hơn. Vào tối ngày 16 tháng 7, huyện Trấn Bá, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây hứng chịu trận mưa xối xả 50 năm mới có một lần gây ra lũ lụt lở đất trên núi. Lũ lụt phá hủy nhà cửa và hư hỏng gần 100 huyện thị. Lũ lụt gây mất nước và mất điện ở hầu hết các thị trấn, gián đoạn liên lạc và nhiều diện tích hoa màu bị phá hủy. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy lũ dữ dội tràn vào các ngôi làng và thị trấn. Đường phố bị nhấn chìm, một số ngôi nhà bị cuốn trôi. Những con đường bị cuốn trôi, những chiếc ô tô đang đậu bị bùn đất chôn vùi một nửa trong lũ lụt và có một số là không rõ. Ít nhất 7 người mất tích và 4 người chết ở Vân Xuyên, Tứ Xuyên. Khoảng 1 giờ sáng ngày 17 tháng 7, huyện Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên hứng chịu mưa lớn ngắn ngày, lũ quét sạt và sạt lở xảy ra ở bản Tử Câu, xã Miên Lộ và Tân Kiều Câu, xã Vi Châu, khiến hơn 900 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo chính thức, tính đến khoảng 5 giờ 30 chiều ngày hôm đó, ít nhất 7 người đã mất tích và 4 người trong số họ đã thiệt mạng trong thảm họa. Số liệu thực tế là không rõ. Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 7, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mới. Lưu lượng nước sông Dương Tử đổ về đập Tam Hiệp đã tăng lên đáng kể. Dự báo đợt lũ thứ hai trên sông Dương Tử sẽ khiến lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 55.000 mét khối trên giây. Và vào 20 giờ ngày 17 tháng 7, mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp đã tăng đến mức 157,11 m, vượt quá mức cảnh báo lũ hơn 12 m. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa đập Tam Hiệp kể từ mùa đầu lũ năm nay. Tối ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, hồ chứa đập Tam Hiệp đã trữ khoảng 7 tỷ mét khối nước, chỉ còn trống khoảng 15 tỷ mét khối nước dung tích theo Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử. Từ ngày 17 đến 19 tháng 7, lưu vực con sông sẽ đón những trận mưa lớn, nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho việc kiểm soát lũ. Cùng ngày 17 tháng 7, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Ông Tập chỉ ra rằng, kể từ đầu tháng 6, các cơ quan Trung Quốc đã hành động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt kết quả khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng, tài sản người dân cũng như an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mưa lớn và khu vực sông Dương Tử là nghiêm trọng. Ông Tập yêu cầu tất cả các cơ quan, ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách có hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm rằng, chính quyền địa phương cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn về tính mạng sức khỏe của người dân lên hàng đầu, phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành dự án bảo tồn nước một cách hợp lý, cần phối hợp phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu hộ cứu trợ thiên tai. Ông Tập nhấn mạnh, trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề được quan tâm nhiều nhất là Giang Tây và Hồ Bắc. Tại Giang Tây, ngày 17 tháng 7, một đoạn đê đã bị vỡ trên hồ Bà Dương được vá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25%. Nhiều ngôi làng đồng ruộng bị nhấn chìm khi xảy ra sự cố vỡ đê. Cùng ngày 17 tháng 7, Vũ Hán đưa ra báo động đỏ về tình hình mưa lũ. Tính đến 8 giờ ngày 17 tháng 7, mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Vũ Hán đạt 28,32 m. Từ ngày 18 đến 20 tháng 7, dự báo sẽ có những trận mưa cực lớn xảy ra ở Vũ Hán. Điều này cho thấy việc kiểm soát lũ ở Vũ Hán là rất khó khăn, rủi ro tăng và đối phó lũ lụt sẽ là một cuộc chiến dài. Trình Kiến Quân, quan chức thủy lợi ở Vũ Hán nhận định,
Theo báo cáo, 91% con đê ở Vũ Hán được đắp bằng đất. Nếu bị ngâm nước dài ngày, đê bằng đất sẽ trở nên mềm nhũn và dễ vỡ. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.